Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Lại tiếp tục lên cho các bác một con máy đây. Em lên cho các bác con 88SV, bản đủ của bản 8800. LASVX880L, tức là bản này là bản đủ thì nó sẽ có thêm con alo. 8800 thường thì nó sẽ không con alo. Đấy. Và nó có cả bản SVX890L. Nữa nó nhiều bản lắm, nhưng đây là bản đủ đây. Đấy. Cực đẹp luôn. Đấy, đẹp không tìm một vết nào luôn. Đấy. Bật điện đây này. Và trong cái lúc là bật máy này thì em cũng sẽ cho bật phát luôn. Để tí nó vào nó tua là các bác đừng nghe tiếng động cơ chạy luôn. Đấy. Máy cực kỳ là đẹp luôn. Đẹp miễn màn luôn. Không một góc chết nào luôn. Đấy, em sẽ quay đi từng vách một lớp. Đấy. Mặt tiền thì không tìm một vết luôn. Vách bên này cũng không tìm một vết nào luôn. Đấy. Nói chung là gần như là tuyệt đối hoàn hảo luôn. Bởi vì thật sự là đẹp luôn. Sơn zin 100%, không đính hòa sơn ta nào vào đây. Đấy. Máy đây. Em quay mã dưới. LASV SVX880L. Đấy, trùng hai mặt. Đắt 2018. Giặt 11 cân, sấy 6 cân. Đấy, dùng ở nhà đông người. Đấy, bác nào thích giặt máy to. Đây. Bây giờ thì hầu như phải mua dòng to trở lên rồi, dòng bé là nó cũng giặt ít. Đấy. Vách đằng sau đây. Đằng sau thì căng đét luôn. Đấy. Vách hồi đây. Cực đẹp luôn. Không bị móp miếc gì. Đấy, duy nhất là bị một vết cấn mờ này. Em cũng quay luôn bỏ các bác luôn. Đấy. Đấy. Còn tổng thể máy chấm hết của tình luôn. Đấy. Con này thì cấp sản phẩm tự động. 2 ô. Đây. Đấy, đây là nước giặt. Đây là nước thơm. Đấy, các bác thích đổ tay thì đổ vào đây. Thì đây sẽ là nước giặt, trong này sẽ là nước thơm. Đấy. Đây, máy đã bắt đầu tăng tua rồi. Máy thì em Lâm cam kết với các bác là đã dọn dẹp từ A đến Z. Thay 4 viên bi. Gồm có những gì? 2 bi ở trục lồng, 2 bi ở dưới motor và một dây cô ra 1 phớt. Đấy. Và làm lại chống ồn, chống rung máy. Đấy. Để làm gì? Thì đã có nhiều video em chia sẻ cách dọn máy cũng như là cách thăm máy, cũng đi mua máy, cũng như là kiểm tra máy thì các bác biết rồi. Là tất cả các dòng máy giặt, dù là hàng lướt hay hàng cửa tiệm hay hàng xài nước, là cái hàng gì thì cũng phải bắt buộc phải tháo máy ra dọn. Đấy. Chứ không bao giờ có cái câu chuyện là một là máy về chỉ cần rửa qua bên ngoài, lau qua bên ngoài bán nó không quá đâu. Đấy, hôm qua em đã chọn một con xấu nhất ở nhà em. Đấy, em mang ra em tháo bác ấy, nó đều bị bi hết. Bởi vì là cái dòng ba la ấy khi để ở ngoài môi trường ấy, bắt buộc nó dỉ bi. Cho nên là về phải làm lại mới để cho yên tâm. Cũng như là bảo đảm bác dùng 10 năm không phải suy nghĩ cái gì cả. Đấy, máy bắt đầu đang tăng tua, bác nhìn nhá. Đấy nhá, em không hề thao tác một cái gì luôn. Em đang đi xuống chân motor. Đây. Để các bác nghe thấy tiếng chạy của máy. Cực kỳ êm luôn. Êm thút thít luôn. Đấy. Các bác chỉ hơi nghe tiếng ngo ngo một chút thôi. Đấy. Để các bác biết là cái máy em làm nó cẩn thận mức nào. Đấy. Còn tất cả các linh kiện của máy là em cam kết là zin 100%, là mạch zin, đồ đạc zin, mọi thứ là zin. Đấy, mạch nước không động chạm, máy không vỡ dập nước để gì. Đấy. Còn xước sát nhẹ là có, máy cú vận chuyển thì có nào cũng thế, dính ít thì dính nhiều. Như con này thì em đánh giá được tầm trên 96%. Đấy, vì cực đẹp luôn. Đấy. Bác nào lấy chiếc này thì alo cho em nhá. Đấy. Em sẽ quay bên trong lồng luôn, để tạm dừng thì quay trong lồng luôn và báo giá luôn. Đấy. Đấy, bác nhìn trong lồng nhá. Này. Tem cửa nhá. LASVX880. L là cửa trái, W chuẩn hiệu mã màu. Này, các bác nhìn này. Lồng sáng như gương luôn. Doang diếp này. Các bác nhìn này. Không chê một cái gì luôn. Nó là hoàn hảo luôn. Nó là hoàn hảo luôn. Và nó thật sự là nó là đẹp bạn. Đấy. Và em báo giá luôn, bác luôn. Trước này em bán giá là 24.500. Đã bao gồm phí ship, bao gồm bảo hành 1 năm, bao gồm đổi nguồn, bao gồm phụ kiện zin đi theo máy. Phụ kiện zin gồm gì? Là gồm có dây cấp, dây xả zin đi theo máy và kèm một đổi nguồn. Đấy, là để cái này điện chạy điện 110 mà thì kèm một cái đổi nguồn cho bác trị giá 500.000. Đấy, bác nào không lấy đổi nguồn thì trừ đi 500.000. Đấy. Thế cũng bỏ thẳng bác luôn là còn 24 triệu. Bác nào xuống nhà em lấy thì trừ cho 1 triệu tiền xăng xe. Đấy, nếu như số nhà em mua. Đấy, cũng bảo luôn với các bác vậy, nếu như số nhà em trừ cho 1 triệu. Đấy. Đấy là chỉ còn có 23 triệu thôi nếu như không lấy đổi nguồn. Xuống tận nhà em mua là chỉ có 23 triệu thôi. Còn các bác lấy tất tần tật mọi thứ, giá là 24 triệu 500. Đó bao gồm cả phí ship tận nhà các bác.
Đấy, ở nhà nhận máy luôn, không đi đâu cả. Đấy, em dùng hai số điện thoại 0975 360 433, dưới là 0377 99 6066. Đấy, bao lấy thì alo hai số điện thoại này. Nhà em xếp hàng toàn quốc nhá. Đấy, em chào các bác nhá. Đấy, thật sự máy nó quá đẹp luôn. Đấy, xuất sắc luôn. Em chào các bác nhá.